Chào tất cả anh em nha, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nha. Như ngày hôm qua thì chúng ta đã dạo chơi ở con tài xỉu iWin rồi nha em. Đây thì cái giao diện bảnh và cầu kỳ bảnh đi cũng khá ổn nha. Thì hôm qua chơi vẫn kiếm được một ít nha. Hôm nay mình sẽ trở lại về con Kwin. Như là Kwin thì vẫn là ok như đối với mình nha em. Cầu thì đang đi theo xu hướng là nghiêng về bên tài nên tay đầu tiên mình sẽ đập bên chiến tài một củ trước nha em. Đó, cũ chứ đi. Bây giờ xu hướng là phải theo xu hướng thôi. Trả tiền anh em ơi, bỏ liền được chứ. Tay đầu tiên ta ăn nó đi trả tiền anh em, mất tiền hết 1 triệu á. Khá là cay đấy. Khá là dặn anh em. Chiến tiếp nha. 1 triệu tiếp bên tài anh em. Tiếp tục một củ đi. Cầu này thì vẫn cứ việc theo tài cho mình nha. Không được bẻ xỉu anh em. Trường hợp nó về 1-1 thì anh em mới có thể bẻ nè. Rồi ơi, về 1-1 thiệt ha. Vãi cho chim miếng thì chứ em. Ok, theo 1-1 thì chúng ta phải bẻ thôi. Không phải hẹp bẻ mà là theo anh em. Theo 1-1 cho mình nha. Vốn 10 củ thì đánh mỗi tay đầu tiên là 1 củ rồi gấp lên 2 củ rồi đúng rồi. Đánh chậm mà chắc nha anh em. Quan trọng nhất là phải xử lý tình huống cầu kỳ cho nó chuẩn nha. Hấp luôn này em ơi. Tròn con 11 nha. Tròn 11 nút. Được đấy. Chén này chúng ta cứ đảo qua bánh xỉu thôi. Bắt được cầu 11 thì phải theo ha. Trường hợp mà nó đổi cầu rồi chúng ta tính tiếp nha em. Chứ không thể mà tính trước được nha. Tính trước sẽ bước không qua nha. Khi nào gãy thì tính tiếp. Nên hiểu có vấn đề đó cho mình. Quan trọng nhất là cầu kỳ nha. Trời ơi, gãy cầu thì cái này kỳ thế nhỉ. Trường hợp này có khi nào đi 22 không anh em? Vẫn có khả năng nha. Theo những video mà mình đã hướng dẫn anh em bắt cầu 22 thì bây giờ chúng ta đã có thể áp dụng được nha anh em. 1-1 mà gãy 22 thì sẽ về 22 nha. Đơn giản nha. Theo xu hướng cầu đi. Trời ơi, lên 3 này anh em ơi. Cầu này mà lên 3 thì cũng hay khá là ảo đấy. Khả năng có thể là nó bịp nè. Gặp mà gặp những tình huống cầu bịp thì cũng khá là khó xử cho mình đấy em ạ. Giữ là chân xỉu 2 củ đi. Làm tinh. Giữ là 2 củ để làm tinh anh em. Trường hợp mà nó có về xỉu mà mình đánh tài nó có về xỉu thì cũng khá cay. Đúng không? Mình giữ được chỗ này nha. Ừ. Chuyện này mà theo tài là toan này. Cây cây đỏ đầu hết anh em ơi, đúng không? Trường hợp bún đúng rồi anh em ơi. Đọc thêm một chén xỉu 2 củ này mới lấy lại được. Gãy hai tay đi hết 3 củ rồi. Tay này phải hút hai tay thì mới về được 4 củ rồi mới có lãi được, đúng không? Chuẩn bại luôn anh em, đúng không? Quá hay. Xỉu đẹp nào. Quá chuẩn anh em ơi. Xỉu 10 nha anh em. Đẹp đẹp đấy. Chuyển tiếp anh em ơi. Tiếp tục chinh chiến ha. Chén tài nhẹ là 1 củ ha. Từ nãy giờ quýnh mà chỉ có lãi được 2 củ vậy anh em. Ảo ma được đấy. Không sao nè. Đánh chậm mà chắc cho anh em. Vội vàng quá là sẽ toan sớm lắm. Ôi vẫn giữ cho chiến xỉu ha anh em. Đánh cái này thì không thể ăn thông mỗi tay được đâu anh em ơi, khó lắm. Muốn ăn thông được 5-6 tay liên tục thì khó lắm nha. Phải có tay gãy nha. Trừ khi nào hơi may mắn như lắm mới gặp được cái cầu ngon rồi mới thông được 5-6 tay thôi. Chứ đánh mà kiểu bình thường thì tay ăn tay gãy là vẫn ok. Đó, xỉu 10 anh em, chuẩn luôn nha. Lãi được 3 củ rồi nha. Chơi cách này thì nó khá là ok nè anh em. Lãi hiện tại là 30% rồi. Target thì anh em có thể đặt khoảng tầm là 30 hoặc là đến 50% vẫn được. Nhưng mà 50 thì cái tỷ lệ mà chính cái tỷ lệ mà anh em ăn được nó sẽ khó hơn. Đúng không? Nên đặt tỷ lệ khoảng tầm 30% vẫn ổn. Nhưng mình phải 50 anh em. Trời ơi, gãy luôn. Tham là lại toan thôi. Cầu này thì không thể nào mà theo tài được nha. Cầu ngắn nha.
chén này phải ít hai bên xỉu nha. Có thể là tại này mình sẽ đánh 3 triệu nha. Tại vì ưng quá ưng chén xỉu này mà. Phải đập 3 củ thôi. Tình huống này là không biết có chết tiền không đây. Hấp đây. Ôi ơi, vẫn giữ tài em ơi. 2 con 3 mà phải có con 1 mới chuẩn nữa chứ. Lên là con 6 là hơi cây rồi đấy. Mẹ em cây được đấy. Tài này phải đập mạnh nó tí mới được. Rồi trả tiền người ta này, mình vô quá mạnh nè. 6 củ bấm lộn luôn em. Mẹ nó toàn luôn quá. Ừ, hấp được anh em ơi. Về bờ. Không cần phải dán cho tròn 5 củ nha. Cứ 4 củ 8 là nghỉ vẫn ổn nha. Có lãi là được. Hẹn gặp lại tất cả anh em video sau nha. Chúc tất cả anh em thật nhiều may mắn nha.